Hello anh em, đối với các anh em làm nghề mộc thì công việc xử lý bề mặt gỗ thì không thể nào thiếu một cái máy chà nhám anh em. Thì hôm nay trên tay mình là một cái máy chà nhám rung chữ nhật đến từ thương hiệu Makita anh em. Thì Makita là một cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong cái ngành dụng cụ cầm tay và đặc biệt là các dụng cụ cho ngành mộc anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp một cái máy chà nhám chữ nhật có tính năng hút bụi luôn anh em. Với mã máy là BO3710 ha anh em. Thì máy sẽ được trong một cái hộp mà cắt tông ha anh em. Thì đầu tiên là sẽ là thân máy ha anh em. Chúng ta bỏ qua bên ha, lát mình tìm hiểu sau. Và tiếp theo nữa là một cái túi chứa bụi ha anh em. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phụ kiện để đục lỗ cháy nhám ha anh em. Thì cái này lát mình sẽ giới thiệu sau ha. Và cũng như các cái dòng máy khác thì chúng ta có giấy bảo hành của Makita và sách hướng dẫn sử dụng. Và cuối cùng thì bên trong hộp hãng sẽ cho tặng kèm anh em một cái miếng giấy nhám có đục lỗ sẵn anh em, và cái độ mịn của giấy nhám là 120 ha. Và tính năng thì đây là một dòng máy chà nhám rung chữ nhật với cái diện tích mặt phẳng chà nhám này là 93, chiều rộng và chiều dài là 185 ly nha anh em. Và máy sẽ có công suất là 190W, tốc độ cố định. Và dòng tua của máy là 11.000 vòng trên phút nha anh em. Và máy có tính năng là hút bụi nha anh em. Thì nó có thể hạn chế cái bụi bay ra ngoài đến đến 85% nha anh em. Thì máy này sẽ sử dụng là cái cơ chế giữ giấy nhám là cơ chế nhám kẹp nha anh em. Thì cái này nó sẽ giữ giấy nhám được chặt hơn là cái dạng mà nhám anh em dán nha anh em. Đối với các dòng máy mà có cái tính năng là hút bụi thì anh em phải sử dụng giấy nhám lỗ anh em, thì nó có thể hút cái bụi lên khi mà anh em chà nhám được. Thì đối với anh em mua giấy nhám mà nó chưa có lỗ á thì anh em có thể lắp giấy nhám vô đây, xong là anh em sử dụng cái phụ kiện mà hãng kèm theo nè, anh em đặt vào đây, rồi anh em sẽ ấn mạnh thì nó những cái lỗ trên đây nè nó sẽ đục lỗ giấy nhám cho anh em ha, khá là tiện lợi luôn. Cái túi ở đây là cái túi bụi nè, anh em sẽ lắp vào phía đuôi máy, thì khi mà những cái mạc mà anh em chà nó đầy ha, thì anh em có thể ở đây phía sau nó có tích hợp một cái venti kéo ha, anh em có thể kéo và vệ sinh bụi trong này ha. Và cái đuôi này anh em cũng có thể là mua thêm một cái phụ kiện chuyển để ta có thể lắp vào những cái máy hút bụi công nghiệp thì nó có thể hiệu quả hơn trong việc hút bụi nha anh em. Thì nó có thể giảm tới 90 đến 95% bụi trong khi anh em làm việc. Thì đối với các dòng máy chà nhám chữ nhật như này ha anh em, thì nó sẽ thích hợp đối với các anh em chà nhám bề mặt gỗ có cái diện tích mặt phẳng lớn ha anh em, cần cái tốc độ chà nhám nhanh và cái năng suất cao. Thì đây là một cái máy chà nhám hình chữ nhật như thế này thì nó sẽ khá là phù hợp nha anh em. Thì máy sẽ được bảo hành chính hãng trong toàn quốc là 1 năm nha anh em. Và hiện tại tại Đồ Nghề Tự Chọn đang bán dòng máy này với mức giá là 1.310.000 nha anh em. Bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023 thì tại Đồ Nghề Tự Chọn đang áp dụng các chương trình giảm giá 5% cho máy và 10% cho phụ kiện và phụ tùng chính hãng của thương hiệu Makita anh em. Và đặc biệt là ngày 23 tháng 3 thì sẽ diễn ra sự roadshow của Makita tại Đồ Nghề Tự Chọn. Anh em đến trải nghiệm mua sắm và tham quan thì sẽ được nhận các phần quà lưu niệm đến từ Makita, và đặc biệt anh em sẽ có cơ hội rút thăm may mắn và mua các sản phẩm máy của và phụ kiện của Makita với cái mức giá có thể giảm lên đến là 58% nha anh em. Và phần chi tiết thì mình sẽ để dưới phần bình luận nha. Nếu anh em thấy chương trình này hay thì hãy để lại một like và share để nhiều người có thể biết đến hơn. Và nếu như chưa đăng ký kênh thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Đồ Nghề Tự Chọn. Xin cảm ơn và xin chào anh em.